Tôi là Đỗ Đăng Khoa, là thạc sĩ luật kinh tế, là luật sư chuyên ngành về bất động sản. Trên thực tế, trong nhiều năm qua thì cái việc tranh chấp, đổ vỡ, tổn thất liên quan đến giao dịch bất động sản là vô cùng lớn và nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Trong tất cả những cái tranh chấp liên quan đến bất động sản thì đến 70% các vụ việc tranh chấp liên quan đến cái giao dịch mua bán nhà đất. Nếu các bạn là một cái nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, nếu các bạn là một nhà môi giới liên quan bất động sản hoặc là một nhà quản lý thì các bạn cần phải có kiến thức gì để mua một cái căn nhà, một cái thửa đất cho mình một cách an toàn, hiệu quả và có lợi nhất. Những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn trong khóa học này thực sự nó là một cái bí quyết mà thực sự là hiếm người có được, bởi vì nó được đúc rút trên cơ sở pháp luật, và cái quan trọng hơn đó là một cái sự trải nghiệm của tôi trong suốt 15 năm làm luật sư, trải qua hàng trăm vụ án tranh chấp liên quan đến mua bán nhà đất tại tòa án và trải qua hàng nghìn lượt tư vấn giao dịch liên quan đến bất động sản. Tôi đúc rút lại để chia sẻ cho các bạn. Sau khi các bạn học cái khóa học này, các bạn từ một cái người mà có thể là không biết gì về pháp luật, bối rối lo sợ vì các bạn chưa từng mua bán nhà đất, nhưng sau khóa học này các bạn hoàn toàn tự tin, các bạn có thể giống như một chuyên gia, thậm chí là tư vấn hỗ trợ người khác, và các bạn có thể tự mua bán nhà đất cho mình với cái giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ đồng một cách tự tin và có lợi nhất chỉ trong 3 giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà các bạn có kiến thức, có kỹ năng đầy đủ để các bạn có thể tự tin thực hiện một cái giao dịch mua bán nhà đất hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng một cách an toàn, hiệu quả và có lợi nhất cho mình. Đó là lý do tại sao các bạn cần phải đăng ký ngay cái khóa học này. Xin cảm ơn các bạn. Yeah.